của giấm trong giặt giũ quần áo. Từ xưa đến nay, giấm được biết đến như là một loại gia vị khá quen thuộc trong bếp của người Á Đông. Không chỉ góp phần tăng hương vị cho món ăn, giấm còn được sử dụng để khử mùi, làm sạch đồ sứ, tẩy các vết ố vàng trên dụng cụ nhà bếp. Ngoài ra, công dụng của giấm trong giặt giũ quần áo vô cùng lớn. Dưới đây, Virsky sẽ cùng khám phá những công dụng tuyệt vời không ngờ của giấm trong việc làm sạch quần áo nhé. Đồ trắng bị dính trong quần áo bẩn rất khó tẩy sạch nếu bạn ngâm chúng với chất tẩy rửa mạnh. Tuy quần áo sạch vết bẩn nhưng đồ trắng sẽ bị bạc màu và không đều màu. Cho nên, khi đồ trắng của bạn bị dính bẩn, hãy cho 1,5 chén giấm ăn vào lần xả cuối, ngâm từ 5 đến 10 phút rồi xả sạch lại với nước. Nếu đồ trắng dính vết bẩn cứng đầu, ố vàng, xỉn màu, bạn hãy cho một chén giấm vào nước ấm rồi ngâm qua đêm. Sáng hôm sau bạn giặt lại bình thường và quần áo sẽ không còn vết bẩn. 2. Giúp quần áo sáng màu hơn. Công dụng của giấm trong giặt giũ tiếp theo là giúp quần áo sáng màu hơn, giữ màu sắc của quần áo lâu hơn. Quần áo mới mua về trước khi giặt bạn nên ngâm với giấm pha loãng với nước. Ngoài ra, với các loại quần áo dễ bạc màu, trước khi giặt bạn hãy cẩn thận cho một nửa chén giấm vào quần áo trước khi giặt. Giấm sẽ bảo vệ quần áo của bạn không bị phai màu. Khi giặt trong một giặt, quần áo của bạn chắc chắn sẽ sáng màu hơn trông thấy. 3. Làm mềm vải. Giấm là một loại chất thay thế tuyệt vời cho nước xả vải. Khi cho một ít giấm vào nước giặt cuối cùng trước khi phơi, giấm sẽ giúp làm mềm vải tự nhiên không kém bất kỳ chất mềm vải nào. Khi phơi khô, đảm bảo quần áo sẽ mềm mại theo ý muốn. 4. Loại bỏ cặn xà phòng. Cặn xà phòng dính trên quần áo luôn đau đầu nhiều người vì không chỉ làm bẩn quần áo mà còn gây kích ứng da. Đặc biệt, đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cặn xà phòng sẽ gây mẩn ngứa nghiêm trọng, kích ứng da. Và loại bỏ cặn xà phòng là một trong những công dụng của giấm khi giặt giũ. Bạn hãy thêm một chén giấm vào lúc máy giặt xả để loại bỏ bột giặt xà phòng, vì axit acetic có trong giấm sẽ loại bỏ xà phòng nếu xà phòng còn sót lại. Với những chất liệu dày như ga, trải giường, chăn, khăn tắm, bạn nên cho nhiều giấm hơn để loại bỏ hết xà phòng. 5. Khử sạch mùi hôi và nấm mốc. Không chỉ loại bỏ cặn xà phòng, giấm còn có tác dụng tuyệt vời trong việc khử mùi, diệt sạch nấm mốc trong quần áo. Nếu quần áo của bạn nặng mùi, bạn chỉ cần ngâm quần áo trong dung dịch nước ấm và giấm theo tỷ lệ 1:1 và ngâm một vài giờ, sau đó giặt sạch và phơi thoáng khí. Nếu quần áo bị ám khói và mốc nặng, sau khi giặt bằng cách trên, hãy cho một chén giấm vào một thau nước nóng và treo quần áo lên để khám khử mùi cho quần áo. 6. Làm sạch các vết bẩn cứng đầu. Nếu muốn tẩy những vết bẩn cứng đầu như nước ép trái cây, trà, tương ớt và cà phê, bạn không cần dùng chất tẩy rửa mạnh. Bạn chỉ cần ngâm quần áo bẩn trong giấm từ 10 đến 15 phút, sau đó chà mạnh lên vết bẩn sẽ biến mất ngay lập tức. Ngoài ra, bạn cũng có thể cho giấm vào một chai xịt, sau đó xịt giấm lên các vết bẩn trên vải 100% coton, polyester và vải bông cho đến khi chúng bão hòa. Để vải thấm giấm trong khoảng 10 phút, sau đó nhẹ nhàng cọ bằng chải mềm. Với vết bẩn do lăn nách, làm ướt một góc khăn với giấm, sau đó lau nhẹ nhàng trên vết bẩn. 7. Khi máy giặt sử dụng lâu ngày, máy giặt sẽ bị bám bẩn ở trên thùng, ống nước, khay đựng giặt bột giặt, túi giặt. Với giấm, những vết bẩn này sẽ bị đánh bay trong vòng một nốt nhẹ. Cho một chén giấm vào máy giặt và chạy máy như một chu trình giặt bình thường và không có bất kỳ quần áo bên trong, mỗi tháng một lần. Với những công dụng tuyệt vời này của giấm, còn ngại ngùng chi mà không sử dụng ngay nào. Hy vọng các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị với những gợi ý của bTaskee. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của bTaskee để cập nhật những xu hướng mới, những bài vặt mới rất bổ ích cho công cuộc sống hàng ngày của các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.